Hôm nay em muốn chia sẻ đến cô chú, anh chị, ông bà và các bạn về cái nghề nail ở bên em. Vì sao cái nghề nail mà người Việt ai đến Mỹ cũng muốn làm, và làm được bao nhiêu tiền, có cực khổ lắm không? Vậy bây giờ em mời mọi người theo em xem hết video nha. Em xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Thảo Nguyễn City Cuộc Sống Mỹ. Em kính chúc ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và đã quay về kênh Thảo Nguyễn City Cuộc Sống Mỹ của gia đình em. Em cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương hai mẹ con em suốt thời gian qua. Tuần vừa rồi đó, em được lãnh tiền YouTube đó cả nhà. Đầu tiên là em nói cho cô Út biết. Cô Út rất là vui khi biết mẹ được tiền YouTube. Em hỏi bé muốn cái gì để mẹ mua. Đầu tiên là con bé nói muốn mua đồ chơi, sau đó là mua quần áo. Hôm nay á, con bé được ba dẫn đi mua cho một ít quần áo. Em vừa bước vào nhà, con bé ôm chòm lấy em khóc bù lu bù lo. Em hỏi sao vậy, con bé nói con nhớ mẹ. Chỉ vậy thôi mà khóc đó ông bà, cô chú, anh chị. Wow, cái bộ này đẹp nữa nè. Ồ, đẹp chưa? Nè, hôm nay có 3 chiếc xe lận. Mọi khi có 2 chiếc xe cả nhà ơi, hôm nay có 3 chiếc xe. Con gái em á, học ở trường UConn á, nghỉ hè rồi. Con bé nó mới về ngày hôm qua. Nên tối hôm nay á, em sẽ đổ bánh xèo cho con gái ăn. Con gái đi học về nói mẹ ơi con thèm đồ ăn của mẹ nấu rồi. Cho nên chiều nay hai mẹ con em ăn bánh xèo. Chiều nay em sẽ hái cái bụi rau thơm này nè để đi vào ăn bánh xèo cả nhà. Đó, em trồng rồi múm mầm ra hết rồi để ăn bánh xèo được rồi. Phải ngắt cái khúc này nè để ra cái mầm khe mới. Rau húng lủi cả nhà ơi, mà không có lủi mà thẳng không. Rau húng lủi ở bên Mỹ đó cả nhà. Vui ha. Tối hôm qua ông xã em có mấy người bạn tới nhà chơi, rồi cái đốt củi ở trong cái lò này ngồi để cho ấm áp rồi ngồi nói chuyện. Dễ thương cả nhà. Và ngày hôm nay á, em có con bé đi học về nhà rồi đó mọi người ơi. Trước khi đi làm hôm nay nè, em có chọn một gói bột để đổ bánh xèo. Con bé đó là rất là thích ăn đồ của em nấu. Em trộn bột sẵn á, để chiều đi làm về rồi đổ bánh xèo cho hai mẹ con ăn. Mùa hè là mùa ăn mấy cái món như bánh xèo, gỏi cuốn là hết sảy cả nhà. Bụi rau thơm nhà em cũng đã mọc lên ăn được rồi cả nhà ơi. Tuần này là lễ Mother Day bên em, ngày lễ của mẹ đó cả nhà. Tuần này tụi em làm nail rất là đông khách. Ngày này cũng giống như ngày 8 tháng 3, ngày Việt Nam phụ nữ 8 tháng 3 đó cả nhà. Các bà mẹ được đi làm đẹp, được đi ăn đi chơi, làm những điều mình thích. Còn chị em tụi em làm cái ngày làm nail nè để phục vụ cho các bà mẹ. Nên mỗi năm vào cái ngày này tụi em làm tất bật từ sáng tới tối mới về tới nhà. Nên ngủ dậy thật là sớm. Em lo làm cơm nước sẵn để đem một phần đi ăn, còn một phần thì để ở nhà chiều tối ăn. Mà ngày hôm nay là tụi em làm khách nhiều lắm, nên sáng ra em làm bột đổ bánh xèo sẵn, rồi để chiều về chỉ có đổ bánh xèo ăn thôi cả nhà. Mà cô chú, anh chị có biết không, những cái ngày lễ như vậy nè thì tiệm nail rất là đông khách luôn á. Rồi cũng đâu có thời gian để mà đi ăn đâu. Tới chiều thì nhiều lúc có cơm bị thiêu luôn á. Cũng có thể đi ăn được chứ không phải là không thể đi ăn được. Nhưng tâm lý ai cũng vậy, thấy có khách nên ai cũng muốn làm cho xong rồi ăn sao. Có khách là có tiền. Bởi thế người ta có câu đồng tiền là tiên là Phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già đó cả nhà. Cho nên từ sáng đến tối chỉ có ham làm kiếm tiền chứ đâu có muốn bỏ để mà đi ăn đâu. Em là em làm cái nghề nail này hơn 20 năm rồi. Thì thường á là đi làm nail á thì từ sáng á tới tối á mới về tới nhà. Hôm nào mà vắng khách á là em về sớm, lo cơm sớm cho con bé, dẫn đi chơi, đi phạt, đi này đi kia chơi. Còn hôm nào mà em về trễ á là tối ôm mới về tới nhà. Cái nghề nail á là vậy, thời gian á vô chừng lắm. Lúc có khách á là mình phải làm. Có hôm á làm cả ngày không ăn uống, có hôm á thì ngồi ăn á từ sáng tới chiều. Nói chung á là không biết trước được á. Cái nghề nail á mà ngày nào có khách là có tiền. Một tiếng đồng hồ á làm được á 100 đô hơn. Có ngày á ngồi á 10 tiếng á cũng làm được có 100 đô à. Em nói đến đây á thì anh chị nào mà làm nail thì cũng hiểu rồi đúng không? Ai mà mới bước chân đến Mỹ á cũng nhờ cái nghề nail này đó. Làm nail là để kiếm tiền, vào mùa thì lo mà làm, còn hết mùa thì đi chơi. Vắng khách thì đi shopping, đông khách thì nhịn ăn lo hốt. Còn vắng khách ăn một ngày 80 lần cũng được. Thời gian thì không có bắt buộc. Đau bụng nhức đầu thì chỉ cần gọi chủ là chủ cho nghỉ ngày mấy ngày cũng được. Tiếng Anh, tiếng U thì cần nói bập bẹ vài từ, động từ tu vơ là làm nail được rồi. Nên nói đến cái nghề nail là một nghề tạo nên nền tảng người Việt sống tại Mỹ đó cả nhà. Ngày hôm nay á em đi làm á quá trời là khách luôn. Đi làm về tới nhà là đói bụng lắm đó luôn cả nhà ơi. Con bé cũng đói meo ruột rồi nè cô chú ơi. Hồi sáng á, trước khi đi làm á là em có chuẩn bị sẵn á, mọi thứ. Vừa về tới nhà là em làm mấy cái bánh xèo ăn liền. Ôi quá xá đã luôn á. Làm từ trưa đến giờ chưa có ăn gì hết. Cũng may á, sáng ra là em có uống ly sinh tố với ăn 2 cái bánh bao rồi đó. Chứ không á, là em xỉu mất đó cả nhà. Tội nghiệp cô út nhà em lắm. Em vừa đi làm á, mở cửa vào tới nhà ôm chòm lấy em mà khóc bù lu bù lo luôn, nước mắt dầm về. Nói á, là con nhớ mẹ quá. Rồi em hỏi là có đói bụng không thì lắc đầu á. Rồi nói là mẹ ơi con muốn ăn bóp khòn. Nói trời đất ơi, tối rồi để mẹ đổ bánh xèo cho ăn, chứ giờ này ăn bóp khòn rồi no rồi, làm sao nữa hồi nó ăn bánh xèo. Rồi á, em luộc cho 2 con tôm ngồi ăn á ngúng ngáo luôn, nhìn dễ thương lắm á cả nhà ơi. Đúng là con nít á đi xa mẹ đó là rất là nhớ. Ngày nào á mà em đi làm về trễ thì cũng vậy hết trơn á, khóc lóc rồi nói á, là mẹ ơi con có muốn mẹ ở nhà. Mà cô chú anh chị biết á, nghe như vậy cũng đau lòng lắm. Nhưng vì công việc mình làm phải kiếm tiền, lo cho con cái, lo nhà cửa nữa. Chứ đâu mà ở nhà, con nít thì nó nói vậy thôi. Còn mình làm cha làm mẹ là mình phải đi làm để lo chu toàn cho các con. Vậy đó là đi về tới nhà, mẹ con em ôm chòm lấy nhau. Xong rồi đổ 2 cái bánh xèo ăn, luộc 2 con tôm cho con bé ăn nữa. Con bé thích ăn tôm lắm cả nhà. Và bây giờ thì video em tới đây xin kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video kế tiếp. Cô chú anh chị nào đăng ký kênh rồi thì thôi, còn chưa đăng ký kênh thì giúp em đăng ký, một like, chia sẻ và bật cái chuông, bật thông báo để mỗi khi em ra video mới. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video kế tiếp. Bye bye.